rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình lại cho các bạn xem khung giờ tàu ghe qua cống nó náo nhiệt như thế nào nha. Bây giờ thì mấy chiếc chở lãi nhỏ đò nó vô trước rồi, bây giờ thì còn mấy chiếc phà bự vô này. Chiếc này bây giờ đang rất là khó lái lên nè. Anh này anh lái mà hai anh mà phải một người cầm bánh lái, một người cầm máy rồi ra khối luôn à. Cung lưng luôn các bạn thấy chưa? Chạy cái máy chạy chứ trời ơi luôn, chạy không nổi nữa các bạn. Giống như dính cỏ vậy. Ảnh nó qua được một hải rồi đó. Giờ còn mấy chiếc xà lan nữa chứ sao. Chiếc này gắn máy gì mà nghe đã ghê ta. Cung yên quá, chiếc này là chiếc vỏ cào sò hay là cào gì đây. Khá là bự nha. Đây chiếc xà lan chở củi này. Chiếc này chắc khoảng tầm trăm ngoài tấn hay mấy chục tấn à. Đồng Tháp. Ôi, đã lỗ bài. Chiếc tàu kéo kia rồi. Có chiếc tàu kéo bên phía phê ghê á bạn. Quá là thằng này anh cơ bắp cuồn cuộn luôn. Hai cái vú anh rồi, một vú rồi. Thấy có kéo rồi đâu trời. Được rồi đó.
đít thì mẻ đít luôn rồi, cách tắn ở đâu rồi thì giờ đang sừng rồi các bạn, không biết sao đây, không biết sao đây. Cần tránh va chạm vào công trình nha. Sao rớt cái bô ra ngoài luôn rồi. Đó không? À, tháo bô, sợ là qua đây vô mà nó bị vướng víu rồi. Cho chậm lại rồi giữ khoảng cách an toàn. Tay công liền thôi ơi, chứ chở cừ nữa các bạn, cừ tràm quá lạng rồi, nước hơi đổ nha cho nên hơi lạng chút không sao. Chảy nước ghê ha. Dướng cái cặn vô cái đó luôn kìa. Coi một pha đảo cua của ảnh nè. Ồ, coi pha đảo cua của ảnh nè các bạn. Ồ. Sao mấy ông kia không chịu đi trời? Quá gắt sao không có đậu chơi vậy mà uống cà phê vậy mà. Thì sao mấy mở nó không đi ta kỳ ta. Đó chiếc cái mẫu nào. Rồi tất cả mấy lại. Đây bây giờ thì mời các bạn mấy anh em cùng xem phía ở trong, mấy anh sẽ chạy ra phê cực kỳ phê nè. Nó sẵn thôi, tới giờ sẵn rồi. Bây giờ tôi trở lại các bạn ơi. Quá trời luôn mấy trái sầu riêng. Cái mít. Trời ơi, má ơi, cảm giác quá. Yeah.
vừa khô vừa tư vừa sầu riêng gì tùm lum hết trơn. Nổ lên ra rồi bây giờ quá chạy ngày chết cứ quay chiếc nào luôn các bạn. Giao thông cũng đi ra luôn giống như là mẫu tập bài vậy các bạn. Bóp đầu luôn, để bóp đầu lên luôn rồi ghê không. Đây có một chiếc chiếc này không biết kêu chiếc gì mà chở nguyên chiếc cu be luôn các bạn, xe cuốc nè. Quá là hy hữu, không biết xuống đường nào luôn. Bánh chớn lăn không ạ. Chiếc đầu kéo này là làm cho mình mê ly nhất này các bạn. Cái tiếng máy sẽ làm cho các bạn phê. Đây các bạn hãy chờ nghe một pha hú nè. Đây cả người nè. Hú anh ơi. Lên. Đó, thấy chưa? Wow, quá là tuyệt vời. Mình đã nói rồi các bạn thấy chưa? Mình đã nói là tiếng máy sẽ làm cho các bạn không bao giờ thất vọng. Ở đây thì có những cái chiếc tàu độc lạ nhất miền Tây này. Đồ đạc không mật chùm lum mới phía sau luôn không? Sau đó thì đoàn tàu vẫn đang đi ra một cách rất là an toàn. Ê, bà chịu lấy vỏ đỡ kìa, trời nguy hiểm lắm rồi chị ơi. Tay lái tay cầm cái xe đó là chiếc xe cuốc này. Bây giờ thì xuất hiện một anh vô lãi đi ngược chiều này các bạn. Rồi đâu có tiêu không rồi, kìa. Đây tàu thuyền người ta đang đổ xuống, ảnh đang đi ngược chiều này, đổ ga chứ xin lỗi, nó đổ xuống không nổi, nó chạy ghê vậy. Có bà chị này cái dáng rất là đẹp nha. Wow, người con gái đẹp nhất Đà Lạt hôm nay kìa. Giống như dáng đứng bên chè vậy ha. Đó, chị ấy cầm dây các bạn. Dây rất là bự nha. Wow, bà chị này đẹp ha. Đây, bà chị này rất là đẹp nè các bạn. Đẹp giả man luôn kìa. Người con gái đẹp nhất Sà Lan hôm nay.
mặc quần xà lỏng.